Rồi bạn Minh Tâm nè. Đó là B bằng căn x cộng 1 phần căn x trừ 2 cộng 2 căn x phần căn x cộng 2 cộng 5 căn x cộng 2 phần 4 trừ x. Thì bạn nào tinh ý nha, bạn nào tinh ý thì lợi sẽ đổi hàng này nè, phép trừ nè, đổi vị trí thêm dấu trừ đó. Bạn nào tinh ý nha, lợi nói thiệt nha, đây phải tinh ý nha mọi người. Tại sao lợi phải làm như vậy thì các bạn chút các bạn sẽ thấy nè. Đổi vị trí nè, phép trừ đổi vị trí thêm dấu dấu trừ cộng với trừ thành trừ, được chưa mọi người, được chưa ạ? Đổi vị trí nè, thêm dấu trừ, chốt chưa ạ? Sau đó các bạn hãy nhìn kỹ đi, hàng x này có phải là căn x bình không ạ? Và thằng 4 này có phải là 2 bình không ạ? Đó, vậy đây chính là mẫu thức chung của hai thằng thằng này. Vậy các bạn phải tìm điều kiện có nghĩa. Được chưa ạ? Thì thứ nhất, nhìn vào giúp lợi, ở đây có căn thì nhớ căn phải lớn hơn bằng bằng không, được chưa? Căn phải lớn hơn bằng không và x phải lớn hơn bằng bằng không. Căn vậy nó lớn hơn bằng bằng không. Hướng dẫn đổi vị trí thêm dấu đi ăn lợi, đúng rồi, đổi vị trí thêm dấu trừ, được chưa? Và tiếp theo các bạn nhìn kỹ, đây chính là mẫu thức chung của hai thằng này. Vậy mình muốn tìm điều kiện có nghĩa thì lấy thằng này khác không thôi cho nó lẹ. Đó. Là x x trừ 4 khác không, được chưa? Vậy mình tương đương, vậy mình x lớn hơn bằng không và x khác khác 4, ok chưa? Sau đó các bạn tìm mẫu thức chung, đó chính là gì ? Đó chính là hàng này nè, là căn x trừ 2 nhân căn x cộng cộng 2. Rồi B bằng, gạch nguyên đường dài giúp đỡ, căn x trừ 2 nhân căn x cộng cộng 2. Nghe kỹ giúp lợi, thiếu cái gì nhân cái đó nha mọi người. Đây căn x trừ 2 thiếu gì ? Căn x cộng 2 lấy thằng này, căn x cộng 1 nhân căn x cộng, xin lỗi, cộng 2. Tiếp tục thằng này là khi thằng này thiếu thằng này nhân nữa. Đó, thiếu gì nhân đó nha mọi người. Thiếu gì nhân đó. Và thằng này chính là cái đống này rồi, không thiếu gì hết, viết lại. Và cẩn thận, cái dấu trừ này là của cả cái đa thức này, nên các bạn đóng ngoặc nha. Đó, cẩn thận, mọi người bị sai chỗ này nè. Dấu trừ này là dấu trừ của đa thức. Ai muốn hỏi gì, hãy kết bạn giúp lợ rồi gỡ đề giúp lợ nha mọi người. Vậy bằng nè, phân phối vào đi mọi người. Căn x bình nè, phân phối nè. Cộng 2 căn x cộng căn x cộng 2. Tiếp tục phân phối đi nha, cố gắng phân phối cho nó đúng nha mọi người. Trừ 4 căn x trừ 5 căn x trừ 2. Cẩn thận, những cái bài rút gọn này sợ nhất là sai số thôi. Đó, nên các bạn cẩn thận giúp lợi. Được chưa ? Rồi các bạn bắt đầu rút gọn nè. Đây với đây ra là bao nhiêu ? Đó là 3 căn x bình. Đây, đây, đây. Đây với đây là trừ chứng nè, trừ chứng mà đây là 3, vậy là còn lại là trừ 6 căn x. Đây, đây, rút, rút luôn, ok chưa ? Vậy căn căn x trừ 2 nhân căn x cộng cộng 2. Rồi, ở tử có chung số mấy ? Số 3, chung gì nữa ? Căn x, rồi, 3 căn x, căn x, đây 3 còn lại 2, vậy là còn căn x trừ 2 chia căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2, rút rút bằng 3 căn x phần căn x cộng cộng 2. Ok chứ mọi người ơi, mọi người trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment.